với cùng thấy đều thọ lãnh hưởng chung, dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai nguyên nhiều. Tăng chúng đức tài đã thành thân quả hoằng khai đạo lành, nguyện cho Phật pháp thánh hành năm ngàn năm chẳng phước lành thế gian. Y đàng nô nhát ti nàng hôn tu sức khi ta hôn tu nhà ta yô. Y đàng nô nhát ti nàng hôn tu sức khi ta hôn tu nhà ta yô. Y đàng nô nhát ti nàng hôn tu sức khi ta hôn tu nhà ta yô. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị hằng được sự an vui. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị hằng được sự an vui. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Y đàng vatano punyang asa vakhaya vahang nipanasa pakkeyo ho tu. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phuttaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Uka samanyang pante visung visung rakhanathaya titsalanena saha pancha silaniya chama dutiyampi manyang pante visung visung rakhanathaya titsalanena saha pancha silaniya chama tatiyampi manyang pante visung visung rakhanathaya titsalanena saha pancha silaniya chama. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, dạ Nam mô Phuttaya, thay mặt đại chúng trong rung, con xin được thành kính cung thỉnh đại đức minh hạnh. Từ bi hoan hỷ, thay mặt chư đại đức tăng, chuyển tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Nam mô Phuttaya, dạ con xin được thành kính cung thỉnh đại đức minh hạnh. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavado, ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri
do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng qua chánh biến chi. Do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng qua chánh biến chi. Do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Bụt hàng sa ram ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Đầm măng sa ram ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sẵn hăng sa ram ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu ti em bi bụt đăng sa ram ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu ti em bi thầm măng sa ram ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đức Thế Giảng Bí Sẵn Khăn Sa Ra Nam Gà Chàm Mì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Ta Thế Giảng Bí Bồ Đăng Sa Ra Nam Gà Chàm Mì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta Thế Giảng Bí Thầm Măng Sa Ra Nam Gà Chàm Mì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Ta Thế Giảng Bí Sẵn Khăn Sa Ra Nam Gà Chàm Mì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Phật thăng sa la nang kacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật. Tham mang sa la nang kacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp. Sang khang sa la nang kacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng. Đu ti yam pi Phật thăng sa la nang kacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Đô ti yam pi tham mang sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đô ti yam pi sang khang sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta ti yam pi bụt thang sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti yam pi tham mang sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti yam pi sang khang sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Ti sarana gahanam paripunang, phép quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ma phân tê dạ xin vâng. Ba na ti ba ta vê ra ma ni sê kha ba đăng sa ma ya mi, con xin vâng giữ điều học là quý thánh xa sử sát sanh. Adina da na vê ra ma ni sê kha ba đăng sa ma ya mi, con xin vâng giữ điều học là quý thánh xa sử trộm cắp. Kame sumichaha chara Vê-ra-ma-ni sa-kha ba-đăng sa-ma-di-ya-mi, con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự tà dâm. Mu-sa-wa-da Vê-ra-ma-ni sa-kha ba-đăng sa-ma-di-ya-mi, con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự nói dối. Su-ra-me-ra-yama-cha-pa-ma-đat-tha-na Vê-ra-ma-ni sikha ba-đăng sa-ma-di-ya-mi, con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự dễ uống rượu và chất sai. Panatipata Vê-ra-ma-ni sikha ba-đăng sa-ma-di-ya-mi, con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Vê-ra-ma-ni sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự trộm cắp. Kame-su-mi-cha-cha-ra Vê-ra-ma-ni sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự tà dâm. Mu-sa-wa-da Vê-ra-ma-ni sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự nói dối.
สุราเมรยามัจฉาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิcòn xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự dễ ruồi uống rượu và các chất say. Imani panca sikha badane satukang katwa apmamadena nicaka alang sammarakitabbang. Chí thiện tinh nên thọ truyền ngũ giới này cho được trong sạch với vương giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên như vui. Ama phan te dạ xin vâng. Si la na su ga tan yan te si la na pho va sa ma da si la ni ne po tan yan te ta ma si lang bu so tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu lành thay. Giờ thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng truyền tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Với lòng thành kính làm lễ tán dứt tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới, phần phước phát sanh lên chúng con xin hồi hướng đến các vị hữu ân thầy tổ ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây ấy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoàn tuyệt mọi phiền não, ngũ ngầm, nơi tâm. Nam-mô Phut-tha-ya, Nam-mô Tham-ma-ya, Nam-mô Sáng-kha-ya. Dạ, kính bạch cho đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới, Atana thấy Xích Nhật Huỳnh đã vào rung. Atana xin được nhường cho Xích nha. Về Xích Nhật Huỳnh. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Quỳnh Vát Thà Na. Dạ, cảm ơn Quỳnh Vát Thà Na, xin rằng động cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tòa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Thăm Má Cha Đi. Nhật Quỳnh kính chào Quỳnh Quá Tha Ná, kính chào Hiểu Mộng, mến chào Cẩm Vân, mến chào Rạng Đông, kính chào Maha Ra Chá, mến chào Sức Trần Đạo, kính chào Chanh Đá Rá, mến chào Thi An Lạc, kính chào Buông Bỏ, kính chào Xin Ngồi Nghe, kính chào Khổ Đế, kính chào IQ Em Đó, mến chào Trăng Thư, kính chào Xuân Lan, mến chào Xích Hành Kiểm, kính chào anh chị Phan Quang Liêm, mến chào Thi Na. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Quỳnh Quá Thà Ná đã thay mặt đạo tràng để bái tam bảo sám hối thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sức Phạn Đông đã mở room và cho nghe bài pháp của sư Tại Khanh. Nam mô Bụt Hai Giá. Và trước khi chúng con cùng thỉnh đại đức Đạt điều hợp chương trình ôn tập cuối tuần này, và Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình đăng tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư. Dạ, sư có sẵn sàng chưa bạch sư? Hay cho phép con thỉnh pháp sư không? Còn đồng hồ con còn tới 4 phút. Dạ, đại đức Tịnh Đạt cho con xin một tín hiệu ạ.
Dạ, sa thủ con kính tri ân sư. Một lần nữa Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng à, như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mập đặng nhờ ánh sáng à, trổ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường à, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhân chẳng gì hơi à, viết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngày giờ chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử à, có năm thầy trinh dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như à, được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ba bốn mười lăm hạ giáp vẹn toàn một lòng trăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập ma đám mưa lành rưỡi khắp thế gian a bởi nhân cơ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni a tối mê cầu được trí tri vẹn toàn nam mô bích hai á và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thân tình con xin thay mặt đạo tràng thỉnh kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để điều hợp chương trình ôn tập ngày hôm nay câu pháp cú kinh số 66 đến câu số 68. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi ôn tập được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng bích đến sư. Dạ sa thú làm thai. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá. À, chúng con xin kính lễ chư tăng thượng bọn minh hạnh đại đức tuệ đức cùng chư quý vị có mặt diễn đàn pháp cú kinh. Dạ cảm ơn quý vị cho biết được kính lễ thành tốt. À, ngày hôm nay diễn đàn pháp cú kinh chúng ta sẽ ôn tập cuối tuần và ngày hôm nay thì chúng ta ôn tập ba câu kệ ngôn pháp cú 66, 67 và 68. Ba câu kệ ngôn pháp cú này thuộc về phẩm Palawaka phẩm ngu. Thì bây giờ nếu quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu cho cái buổi ôn tập cuối tuần ngày hôm nay. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Sakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang Namami Sathu. Lớp chủ nhật chúng ta ôn tập cuối tuần. Một tuần chúng ta chỉ có một buổi thôi. Tuy vậy nhưng mà chúng ta
ông đọc đến tận 3 câu kệ ngôn một lần. Thì như vậy là chúng ta cũng đi cũng rất là nhanh đó, thưa quý vị. Chúng ta cũng đi rất là nhanh, chúng ta gần bắt kịp cái những cái bài giảng ở trong tuần. Quý vị thấy một ngày mà chúng ta ôn tập chỉ có ba, một tuần chúng ta ôn có 3 câu thôi, thì như vậy là một tháng chúng ta ôn tập 4 tuần thì được 12 câu. Ngày một tháng 30 ngày mà chúng ta ôn tập 12 câu là 1/3 của một tháng. Tính ra là 12 câu này, nếu mà vị nào mà có sức chịu cố gắng học thì một tuần chúng ta học 3 câu kệ ngôn pháp cú thì vẫn học thuộc. Nếu mà được Pali càng tốt, mà không thuộc Pali thì chúng ta học tiếng Việt. Dạ, nếu mà quý vị nào có tác ý để mà học thuộc lòng pháp cú kinh, quý vị mà tác ý học thuộc lòng mà cứ nương theo cái ôn tập cuối tuần này, cứ một tuần gì chúng ta hoàn thành 3 câu, thì đến ngày hôm nay thì quý vị thấy là chúng ta cũng cũng học được hơn 60 mấy câu kinh pháp cú rồi. Và nếu như không có gì trở ngại thì chúng ta cứ nương theo cái ôn tập cuối tuần này mà chúng ta tiếp tục thì chẳng bao lâu thì chúng ta sẽ hoàn thành được 423 câu pháp cú, ít nhất là bằng tiếng Việt. Thì cái điều đó là điều rất là quý. Đọc kinh pháp cú, nghe kinh pháp cú nhiều, nhưng mà nói rằng người thuộc kinh pháp cú hết bằng tiếng Việt thì cũng không có được nhiều, cũng rất là quý. Cái điều này là cái điều nếu mà quý vị nào có tác ý, suy nghĩ tình đạt nghĩ rằng nó cũng không khó quá cho những người lớn tuổi đâu, tại vì ba câu kệ ngôn mà viết thành văn xu, viết thành văn kệ thơ lục bát đó thì thơ năm chữ thì cũng dễ học. Nhất là cái bản Việt ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu thì chúng ta cũng rất là dễ học. Thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi ôn tập ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì xin nhắc lại, chúng ta ôn tập 3 câu kệ ngôn số 66, 67 và 68. Chúng ta ôn tập 3 câu này ở phẩm ngu. Quý vị có thể mở tài liệu để chúng ta có thể dò theo cái phần ôn tập chung tập thể này. Sau đó sẽ mời tất cả quý vị chúng ta cầm mic để mà ôn lại từng câu một, cộng với là cái duyên sự tóm tắt. Và quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu. Kinh Pháp Cú Phẩm Ngu Pa La Quát Cá câu số 66. Charanti pala dumbetha amitene wa atana karonta papa kangkamang yang koti katukapalang charanti pala dumbetha amitene wa atana karonta papa kang kamang yang khoti katukapalang. Người ngu si thiểu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Người ngu si thiểu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Câu số 67. Na tăng cam măng ca tăng sa thu yang ca toa anu tapati yasa sa asam asumu khoro đăng vi ba căng ba di se wati
Na tăng cam mang ca tăng sa thu yang ca tòa anu tapati yasa as asumu kho ro đăng quy bà căng ba ti se wa ti. Nghiệp làm không chánh thiện, làm rõ sanh ăn năn, mặc nhóm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặc nhóm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. Câu số 68. Tăng cha cam mang ca tăng xa thu yang ka toa na nu tapati yasa pati to sumano vi ba kang pati sewati tanja kamang ka tang sa thu yang ka toa na nu tapati yasa pati to sumano quy bà căng ba ti sê hoa ti. Và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ ý đẹp lòng, hưởng thọ quả dị thục. Và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ ý lòng, hưởng thọ quả dị thục. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá. Đó là ba câu kệ ngôn 66, 67 và 68 mà chúng ta sẽ ôn tập vào ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, rằng ba câu kệ ngôn pháp cú này liên quan đến ba cái tích truyện duyên sự mà chúng ta cũng ôn tập phần tóm tắt. Tích truyện thứ nhất đó là ông thiện giác bị bệnh cùi. Tuy là bị bệnh cùi nhưng ông có cái phước duyên để mà nghe hiểu chánh pháp và chứng đắc quả tu đầu quần. Cái tích truyện thứ hai đó là người nông phu Kasaka. Người ông phu này bị mắc oan tội trộm cắp. Tuy nhiên sau khi được giải oan và nghe chánh pháp thì ông cũng được ông cũng được đắc quả tu đầu quần. Tích truyện thứ ba là tích truyện người hàng hoa hảo ý Sumana Malakakara, người làm tràng hoa. Thì người này đã cúng dường những bông hoa tự tay ông làm đến Đức Phật, thay vì thường ngày dâng đến dùng những cái bông hoa đó dâng đến Đức Vua, và được Đức Vua rất là tán thán và khen thưởng. Đức Phật cũng thuyết một cái thời pháp liên quan đến cái tích truyện duyên sự này. Và đó là ba cái tích truyện duyên sự liên quan đến ba câu kệ ngôn pháp cú mà chúng ta ôn tập ngày hôm nay. Bây giờ thì xin kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau để mà chọn cho mình một câu trong ba câu kệ ngôn. Sau đó chúng ta sẽ đọc phần Pali, chúng ta đọc phần nghĩa tiếng Việt, bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu và bản tóm tắt duyên sự, để cho chúng ta có một cái sự khơi gợi lại, nhắc lại cái lời Phật dạy, cũng như là cái nguyên nhân, nguyên nhân do đâu mà có được cái câu kệ ngôn pháp cú này. Thì một lần nữa bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng chọn cho mình một câu kệ ngôn pháp cú. Dạ, tình đàn xin kính mời toàn thể quý vị. Vị nào sẽ xuống phong đầu tiên cho cái buổi ôn tập ngày hôm nay ạ? Xin quý vị giơ tay. Dạ, mời cô Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú ranh thai con thành kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã cho chương trình học ông bà này rất là hữu ích cho chúng con. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính tri ân sư.
Nhật Quỳnh thấy các cô tu nữ tỳ duyên của tu tự thân mát chất trí quý cô có đưa bàn tay lên không, thì Nhật Quỳnh xin nhận mít. Và con xin phép hỏi sư, bạch sư, tại vì như theo lịch thì hôm nay là ngày 12 rồi. Dạ, ngày 12 tháng 9 rồi. Thì còn có mấy ngày nữa thôi là quý sư ra hạ và mùa dân y. Thì trước đây hồi thời đại đức pháp tính còn á, thì tới mùa dân y á, thì đạo tràng chúng con á, là nghỉ một tháng, là không quý sư không có phải vào dạy, nhưng mà chúng con vẫn nghe băng và vẫn mở rung thường xuyên đúng một tháng và hơn một ngày. Bây giờ thì đại đức không còn nữa, giờ có sư giống như là cũng người điều hành trong cái băng cái rơm pháp cú này, còn cùng thỉnh sư cho chúng con một ý kiến là chúng con tiếp tục học như bình thường hay là chúng con nghỉ hè một tháng. Dạ, con kính nhân mít đến sư, con mong sư cho chúng con biết để trong ban điều hành chúng con sắp xếp của tụi con ạ. À. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Dạ, sa thú. Kính thưa quý vị, thì cái vấn đề này thì hàng năm đến ngày lễ tháng dân y thì chúng ta cũng còn có mấy ngày nữa thôi. Thì chư tăng ở các nơi, nhất là các chắc vị giảng sư ở trong diễn đàn thì rất là bận rộn để mà sắp xếp chuẩn bị cho cái lễ dân y tại chùa, cũng như là đến tham dự chứng minh cho những cái lễ dân y ở chùa, những cái chùa lân cận. Cho nên cái lễ trong cái ngày lễ dân y một tháng như vậy thì các vị giảng sư sẽ không có nhiều cái thời gian, cũng như là cái thời gian online đúng giờ. Cái thứ hai đó là trong cái tháng dân y đó là cái cơ hội để cho quý Phật tử, quý vị mà đến chùa dự lễ đó nghe pháp cũng rất là nhiều. Cho nên trong cái tháng dân y, tuy là chúng ta không có học lớp học ở trên diễn đàn, nhưng mà chúng ta vẫn có cơ hội để mà học, để nghe pháp ở những cái buổi lễ dân y các chùa. Cho nên cái tháng dân y thì tạm dừng, để tạm dừng cái sinh hoạt. Tuy nhiên thì năm nay đó, do là cái dịch bệnh cũng còn đang rất là phức tạp. Tuy rằng hiện tại bây giờ tại Việt Nam các cái tỉnh bắt đầu mở cửa để cho luôn người có thể qua là các tỉnh với nhau, tuy nhiên cũng còn rất là nhiều cái khó khăn. Không biết trong cái tháng dân y sắp tới đó là chư tăng có thể đi đến những cái chùa để mà tham dự chứng minh cho lễ dân y được hay không. Tịnh Đạt thì nghe nói rằng một số chùa, một số nơi đã có cái kế hoạch đó là dân y nội bộ, tức là làm sao thỉnh đủ túc số chư tăng, tỳ khưu tăng để mà làm cái lễ dân y, chứ không có làm lễ đông giống như là mỗi năm không có dịch bệnh. Để trả lời cho cái việc đó là trong cái tháng dân y sắp tới có tiếp tục sinh hoạt được hay không, thì xin quý vị nán lại cho Tịnh Đạt một hai hôm để Tịnh Đạt sẽ hỏi ý kiến của các vị giảng sư khác rồi sẽ thông báo cho quý vị sau. Xin quý vị hoan hỷ. Giống như là chùa Tịnh Đạt, chùa Tứ Phương Tăng chỗ Tịnh Đạt đang ở đó là có cái dự định đó là sẽ tổ chức dân y nội bộ. Dạ. Yeah. Sẽ không có tổ chức rộng rãi. Hiện tại chùa vẫn đang khóa cửa, không có cho người ra vào, kể cả Phật tử địa phương. Vùng này á, là cái vùng mà Tịnh Đạt đang ở, đó là vùng xanh.
Nhưng mà kể cả cái vùng xanh đi nữa thì mình cũng cần có cái sự cẩn thận nhất định, bởi vì chùa vẫn chưa có tiêm vaccine đầy đủ, cho nên mình cũng hạn chế tối đa. Chùa luôn luôn lúc nào cũng đóng khóa cửa, chỉ trường hợp là đi chợ, trường hợp nào là cần thiết đi mua thuốc men thì mới đi ra ngoài. Còn Phật tử đến chùa thì chỉ cúng dường ở ngoài cổng rồi các sư ra lấy thôi. Dạ. Cho nên cái tình hình hiện tại thì cũng chưa có nói trước được. Thì xin quý vị chờ thêm một hai hôm để Tịnh Đạt sẽ hỏi thăm ý kiến của các vị giảng sư khác rồi thông báo cho các vị. Xin các vị quan hệ xa thuốc, xa thuốc. Dạ, mời quý vị trở lại với diễn đàn. Mời cô Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú, con thành kính lãnh lễ tri ân sư rất là nhiều đã cho chúng con biết được tình trạng của dân chùa. Con nghĩ chắc mặc dù quý sư không có đi chùa này chùa khác, nhưng mà các quý sư cũng rất là bận biểu. Nên nhật chào sư, hỏi lại quý giảng sư, rồi sư cho chúng con biết để chúng con sắp xếp được chương trình. Dạ, Nam Mô Bích Thai, dạ, con kính tri ân sư. Dạ, bây giờ thì con cũng không thấy bằng tay ai nên con xin tiên phong ôn bài 6-6-18. Dạ, sau đó thì Nhật Quỳnh kính mời tất cả quý vị trong đạo tràng có thể đưa bàn tay mình lên ạ. Dạ, Quỳnh có thanh ái cho nhiều một bài. Dạ, cảm ơn Quỳnh. Dạ, cảm ơn Văn Đồng. Phải Văn Đồng cho biết là Nhật Quỳnh mời Văn Đồng mời trước rồi. Dạ, giờ lỡ Nhật Quỳnh cầm mic rồi, để cho Nhật Quỳnh con trước ngang. Dạ, con xin được ôn bài câu số 68. Tăng chất cầm măng các tăng xa thứ dân cát tà na nút tắc bát tí giá sát bát tí tờ sư ma nợ quý bà căng bát tí xê quát tí. Tăng chất cầm măng các tăng xa thứ dân cát tà na nút tắc bát tí giá sát bát tí tờ sư ma nợ quý bà căng bát tí xê quát tí. Và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn hoan hỷ ý đẹp lòng, hưởng thọ quả vị thục. Và nghiệp làm chánh thiện, rồi không ăn năn hoan hỷ ý đẹp lòng, hưởng thọ quả vị thục. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Thành trả căm măng cà tặng xa thu dẫn ca to na nụ tập ba ti và xã ba ti tù sô ma nô bi ba căn ba tì sẽ qua ti tành trả căm măng cà tặng xa thu dẫn ca to na nụ tập ba ti và xã ba ti tù sô ma nô bi ba căn ba thì xe qua tiền. Đặng Đông cho Nhật Quỳnh xin duyên sự. Đặng Đông. Dạ, cảm ơn Đặng Đông. Duyên sự câu số 68. Tại kinh thành Rajagaha, một người làm vườn tên là Sumana đã cúng dường đến Đức Phật những cành hoa mà thường ngày anh để dành dâng cho vua. Mặc dù biết trước rằng với việc làm như thế có thể nguy đến tính mạng, nhưng anh đã can đảm để thực hiện. Trái với mọi dự đoán, nhà vua rất hài lòng với niềm tin trong sạch ấy và ban thưởng anh xứng đáng. Nhân cơ hội đó, Đức Phật giảng về những hành động thiện, là hành động mà về sau không những không hối hận mà còn thỏa thích hân hoan khi hồi tưởng về điều đó. Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, con lý do con chọn câu số 68. Những bài kinh khác thì con thường nhớ những lời dạ, của Ngài Hòa Thượng Minh Châu
Nhưng mà đối riêng đặc biệt câu số 68 này thì con rất là hoan hỷ với duyên sự này. Vì con nghĩ rằng mình làm điều thiện, nhất là mình hướng về Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và chư Hiền Thánh Tăng để làm việc thiện, thì bản thân con noi gương theo quý Ngài là khi nghe một việc thiện nào mà đối với Phật Pháp Tăng mà con cảm nhận rằng đây là đúng, là mình đang dâng cúng đến Tam Bảo, thì con sẵn lòng làm. Con phát tâm một cách rất là nhanh nhẹn, nên là con ba câu pháp cuốn con thích câu này nhất về duyên sự. Và con kính tri ơn quý Ngài và Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Và bây giờ thì Nhật Bình mời làm đọc. Sa thú chị Nhật Quỳnh, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức, Cô Tu Nữ Thamachari, Cô Tu Nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 66. Cha ram ti ba la dum me ta amit te ne wa pa na karon ta pa pa kang kam mang yang ho ti ka tu kap pha lang. Cha ram ti ba la dum me ta amit tê nê quá át ta na cá rôn ta pa pa căng cầm măng dặn hù tí cá tu cấp pha lăng. Người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện phải chịu quả đắng cay. Người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện phải chịu quả đắng cay. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, sau đây con xin đọc duyên sự. Ngày kia, có người tuy đang mắc bệnh cùi, nhưng khi đến nghe Đức Phật thuyết pháp tại chùa Quế Lú Ba Ná, người này đã chứng đắc quả Tu Đà Quần, nhập lưu, bất hạnh thai, trên đường trở về, vị ấy bị một con bò hút vào người và ngã ra chết. Đức Phật đã giải thích về những ác hạnh tự mình gây ra và tự mình hứng chịu hậu quả đắng cay trong dòng sinh tử. Trong trường hợp này là vị ấy mang bệnh cùi, vì trong một tiền kiếp đã có lần nhổ nước miếng vào một vị Phật độc giác và bị bò hút chết vì đã cột quan trái như tội sát nhân đối với một cô kỹ nữ. Và thưa duyên sự chắc hết. Kính mời chị Trần Đạo. Là Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Công Đức Tăng, kính lễ Cô Tu Nữ Thamachari, Cô Tu Nữ Tuệ Duyên. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn quý anh chị cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu pháp cú số 7 ạ. Na tăng tham mang cà tăng sa tu giang ca to a nô tấp ba ti và sa a su mù khô rô đắng y ba căng ba ti xê wa ti na tăng căm măng ca tăng sa thú giang ca to a nô tấp ba ti và sa a su mù khô rô đắng y ba căng ba ti xê wa ti
nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặt nhúng lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tại thành Savatthi, một bác nông dân bị nhà vua kết tội ăn cắp, ăn trộm và bị bắt với những tang vật bị đánh cắp. Do nhờ có Đức Phật và Đại Đức Ananda làm nhân chứng và được Đức Phật giải thích rõ ràng nên bác nông dân đã được vô tội tha về. Qua đó Phật dạy về hậu quả tai hại của những hành động bất thiện, phải chịu quả đắng cay. Còn đối với Phật trí tuệ sẽ không hành động nếu như việc làm đó về sau phải ăn năn hối hận. Dạ, con đã trả bài xong rồi. Cảm ơn chị Đăng Nông đã góp. Dạ, xin mời chị Cẩm Vân ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sip Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thường Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Công Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôm bài số 66. Chá ran tí ba la đùm mê tha amit tê nê quá áp tá na ca ron ta pa pa căng căm măng vô dằn hồ tí cá tú cá bá lăng chá ran tí ba la đùm mê tha amit tê nê quá áp tá na ca ron ta pa phá căng căm măng dằn hồ tí cá tú cá phá lăng người ngu si thiếu trí tự ngã thành kẻ thù làm các nghiệp không thiện phải chịu quả đắng cay. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Người ngu si thiếu trí tự ngã thành kẻ thù làm các nghiệp không thiện phải chịu quả đắng cay. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ngày kia có một người tuy đang mắc bệnh cùi nhưng khi đến nghe Đức Phật thuyết pháp tại chùa quê lú quá ná, người này đã chứng đắc quả Tu Đà Quần nhập lưu bất hạnh thai. Trên đường trở về, vị ấy bị một con bò hút vào người và ngã ra chết. Đức Phật đã giải thích những ác hạnh tự mình gây ra và tự mình hứng chịu hậu quả đắng cay trong vòng sinh tử. Trong trường hợp này là vị ấy mang bệnh cùi vì trong một tiền kiếp đã có lần nhổ nước miếng vào một vị Phật độc giác và bị bò hút chết vì đã cột quan trái với tội sát nhân đối với một cô kỹ nữ. Và Cẩm Vân đã đọc bài xong. Và mến mời bàn tay xuống khác. Alo. Dạ con cảm ơn quý cô cho con biết tín hiệu. Dạ con cảm ơn cô Cẩm Vân. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thăm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh số 66 và 67. Cha răn
Atiba Ladumeta Amitena Wa Atala Kazonta Pa Parkang Kamang Rằng Hồ Tikatuka Palang. Người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Đó là bản dịch của Hoàng Thích Minh Châu. La tăng cầm măng các tăng xa thu rằng các tòa alutap bati jasas sumu hồ rô đằng vipa cằng pati se wati. La tăng cầm măng các tăng xa thu rằng các tòa alutap pati jasas A su mu kho ro đằng vipa cằng pati se wati. Nghiệp làm không tránh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặt nhuốm lệ, khóc than, lãnh chịu quả dị thục. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, chú cho con xin duyên sự của hai câu pháp cú ạ. Dạ, con cảm ơn cô. Tại thành Sao Quất Thi một bác lông dân bị nhà vua kết tội ăn trộm và bị bắt với những tang vật bị đánh cắp do nhờ có Đức Phật và Đại Đức Anan làm nhân chứng và được Đức Phật giải thích rõ ràng nên bác nông dân đã được vô tội tha về. Qua đó Đức Phật giảng dạy về hậu quả tai hại của những hành động bất thiện, quả chịu quá đắng cay, còn đối với bậc trí huệ sẽ không hành động nếu như việc làm đó về sau phải ăn năn hối lỗi. Đó là duyên sự câu 67. Dạ, câu cho con duyên sự số câu 66. Dạ, ra con xin xuống mic ạ. Dạ, con cảm ơn đạo tràng. À, con đã mời cô Quang Thanh ạ. Nam mô Bụt Thà Lá. Chào con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Tại Duyên và cô tu nữ Thăm Má Cha Rế. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú 68. Tành cha cầm mằng ca tăng xà thu rằng ca tòa nà nu ba ti rát xà bà ba ti tổ su ma nô quy bà càng ba ti xê qua ti. Tành cha cầm mằng ca tăng xà thu rằng ca tòa nà nu tam ba ti rát xà ba ti tu su ma nô quy ba căng ba tỳ xê quá tỳ. Và nghiệp làm chánh niệm, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ ý đẹp lòng, hưởng thọ quả dị thục. Đấy của bạn dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin cô Dạng Đông, à đây ạ,
À, con kính cảm ơn cô Dạng Đông đã bót duyên sự và kính cảm ơn chú Quát Thần Á đã bót câu pháp cú. Tại kinh thành Ra Chá Gá Há, một người làm vườn tên là Sú Má Ná đã cúng dường đến Đức Phật những cành hoa mà thường ngày anh để dành dâng cho vua. Mặc dù biết trước rằng với những việc làm như thế có thể nguy đến tính mạng, nhưng anh đã can đảm để thực hiện. Trái với mọi dự đoán, nhà vua rất hài lòng với niềm tin trong sạch ấy và ban thưởng cho anh xứng đáng. Nhân cơ hội đó, Đức Phật giảng về những hành động thiện là hành động mà về sau không những không hối hận mà còn thỏa thích hân hoan khi hồi tưởng về điều đó. Dạ, con đã đọc kệ xong, con kính mời vị kế tiếp. Con cảm ơn cô Dạng Đông đã bót phần chuyên sự và chú Quát Thần Á đã bót bài. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài số 67. Na tăng cam măng ca tăng sa thú yan ca to anutap pati yan sa asum Asu mukuro đằng quý bà cần phát tí xê quá tí. Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặt nhướng lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na tăng cam măng ca tăng sa thứ dân khanh toa nụ tắm ba ti dân sa su mùng cô rô đắng vi ba căng ba ti sẽ quá ti. Tại thành Sa Quá Thi, một bác nông dân bị nhà vua kết tội ăn trộm và bị bắt với những tang vật bị đánh cắp. Do nhờ có Đức Phật và Đại Đức A Nan làm nhân chứng và được Đức Phật giải thích rõ ràng, nên bác nông dân đã được vô tội tha về. Qua đó, Đức Phật giảng dạy về hậu quả tai hại của những hành động bất thiện phải chịu quả đắng cay. Còn đối với bậc trí tuệ sẽ không hành động nếu như việc làm đó về sau phải ăn năn hối hận. Dạ, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng. Con đã đọc xong, con kính mời vị kế tiếp. Thăm Maya, con thành kính đảnh lễ, kính lễ thần tâm Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức. Kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, không biết âm thanh tuyển có bị gián đoạn. Lô, lô, đạo tràng có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn. Huynh quá thật. Dạ, tuyển xin. Dạ, cảm ơn chú. Nát tăng măng tăng xa thú văn các tòa anutta. Bát giác sa át su mục đằng vi pa cam bát se quát tí. Dạ, cảm ơn. Xuống mười năm mất tiêu. Na tăng măng ca tăng sa thú ca toa nu tập bát ti na sa su mu ro đăng vi pa căng bát ti se quá ti na
Tăng cầm tăng xa thu văn ca toa nụ tạp ba ti. Dạch xa ác xu rô đăng vi ba căng ba dê. Đi qua ti tăng cầm xa thu văn ca toa anu tạp ba ti. Yat sa mukoro dang wipa kang patise wati. Mất tiền nữa rồi, bữa nay sao mà kìa. Dạ. Dạ cảm ơn. Tại thành Savatthi, một bác nông dân bị nhà vua kết tội ăn trộm, bị bắt với những tang vật bị đánh cắp. Do nhờ có Đức Phật và Đại Đức Anan làm nhân chứng và được Đức Phật giải thích rõ ràng, bác nông dân được vô tội tha về. Qua đó được dạy về hậu quả tai hại những hành động bất thiện, phải chịu quả đắng cay. Còn đối với bậc trí tuệ sẽ không hành động nếu như việc làm đó sao phải ăn năn. Dạ cảm ơn Rạng Đông. Cái bài pháp cú nó chạy qua tiếng Việt cho nên là tự nhiên không thấy máy và tự nhiên nó bị gì á. Dạ, bây giờ thấy tín hiệu của Quách Thanh Á. Sa thu lần thầy cô tu nữ Tề Duyên. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sang Khai, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật và Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng, Chẳng Đạo Tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 68. Tăng cha cấm mang cả tăng sa thú, yang ca toa na nu tắc pa ti, yat sa pa ti to su ma no, vi pa căng pa ti se wa ti. Tăng cha cấm mang cả tăng sa thú, yang katwa na lu tapati yatsa pati to sumano vipakang pati sewati. Và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ ý đẹp lòng, hưởng thọ quả di thục. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Tại kinh thần Raja Gaha, một người làm vườn tên là Sumana đã cúng dường đến Đức Phật những cảnh hoa mà thường ngày anh để dành dâng cho vua. Mặc dù biết trước rằng với việc làm như thế có thể nguy đến tánh mạng, nhưng anh đã can đảm để thực hiện trái với mọi dự đoán. Nhà vua rất hài lòng với niềm tin trong sạch ấy và ban thưởng ăn xứng đáng. Nhân cơ hội đó, Đức Phật giảng về những hành động thiện và hành động mà về sau không những không hối hận mà còn thỏa thích, hân hoan khi hồi tưởng về điều đó. Dạ, con đã kính bạch Đại Đức Tịnh Đạt. Đấy, sẽ bắt đầu sư nói là học kinh đó bạch sư. Dạ, thì trước này con học cũng thua lắm. Dạ, bởi hồi hai năm nay nó giảm. Năm nay 73 tuổi đấy sư. Năm nay 70 tuổi bắt đầu từ năm ngoái học cũng vô rồi. Đọc từ trước còn thuộc mấy kinh được 10 câu, bây giờ còn thuộc có 2 câu. Bây giờ còn là kinh thì không biết làm sao để học thuộc nữa đây, bạch sư. 73 tuổi nó học không vào đây, bạch sư. Kính thịt sư ạ. Dạ, sa thú, sa thú. Không biết còn vị nào chưa có
chưa có ôn bài mà muốn ôn bài không ạ? Dạ, có vị nào vào trễ chưa có kịp ôn bài mà muốn ôn bài? Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu tốt. Dạ, như vậy thì tình đã thấy rằng quý vị đã có đã ôn bài đầy đủ, một số vị thì chưa có cơ hội để mà ôn bài. Ngày hôm nay thì chúng ta đã ôn lại ba câu kệ ngôn pháp cú số 66, 67 và 68. Dạ. Ngày hôm sau thì chúng ta sẽ tiếp tục ôn ba câu kệ ngôn. Dạ, đúng là tuần sau. Như tuần sau gì thay đổi, còn nếu như là tuần sau thì đã là ra hạ rồi, thứ tư tuần sau đã là ra hạ rồi, thì nếu mà không có cái gì thay đổi thì chúng ta sẽ tiếp tục ôn. Còn nếu mà các vị giảng sư đã thống nhất là trong 3 tháng an cư tới 1 tháng ca thi ná mà nghỉ như hàng năm đó, thì chúng ta sẽ tạm dừng lại và tiếp tục sau khi sinh hoạt trở lại. Thì nếu mà không có gì thay đổi thì chúng ta sẽ ôn tập 69, 70 và 70. 69, 70 và câu 71. Dạ, ba câu. Kính thưa quý vị, thì trong ba câu kệ ngôn pháp cú mà chúng ta ôn tập ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng nói về cái việc hành động xấu và hành động thiện của những cái tích truyện mà chúng ta vừa đọc bản tóm tắt. Bác Quá Thanh Á thì nói rằng bây giờ lớn tuổi rồi, học không có thuộc. Thưa quý vị rằng ngay cả cái việc mà mình còn ít tuổi, trẻ tuổi đó, thì muốn học thuộc cũng cần phải có sự cố gắng. Và Tịnh Đạt nghĩ rằng đó, thì cái việc đó là học để mà thuộc lòng đó, nó không có là quá khó nếu mà quý vị học tiếng Việt. Nhưng mà cái việc khó ở đây đó là cái việc nhớ lâu. Học thuộc thì không có khó, nhưng mà cái việc nhớ lâu thì phải nói là rất là khó. Cũng giống như ba cái câu kệ ngôn pháp cú này, quý vị hôm nay chúng ta ôn tập 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ thì quý vị đã gần thuộc rồi. Nếu quý vị cố gắng khoảng 5-10 phút nữa quý vị sẽ thuộc. Nhưng mà để cho nhớ cho đến tới tuần sau, nhớ thuộc lòng cho tới tuần sau thì phải nói là một cái công phu rất là lớn. Không có cách nào khác bằng cái cách đó là và cái cách này cũng được áp dụng ở những cái xứ đạo giống như là ở Miến Điện. Kể cả những ngày học thuộc lòng tâm tạng, ngài cũng sử dụng cái cách này. Thưa quý vị, đó là cách ôn tập hàng ngày. Quý vị biết thì buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều là những cái lớp học chính thức. Riêng buổi tối là không có lớp học mà là ôn tập. Thì ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng phải ôn, ngày nào cũng phải đọc lại, ngày nào cũng phải nhắc lại. Thì đó là cái cách duy nhất để mà luôn nhớ thôi. Còn mà học thuộc thì dễ, nhưng mà nhớ mới là khó. Đó là một cái công phu. Giống như Tịnh Đạt ở chùa đó là có hai vị sư di đang học kinh pháp cú. Cũng phải kèm. Ví dụ vị này đã học được, đọc được Pali rồi, có tự học được, nhưng mà phải kèm đó là mỗi một ngày, cuối ngày như vậy là bắt phải ngồi ôn. Tụng kinh xuống, tụng kinh chiều xuống là 6 giờ là ôn tới 7 giờ, 1 tiếng đồng hồ ngồi ôn. Thì ngày 1, ngày 2 ban đầu nó thấm dần, và nhất là tuổi trẻ thì được học, được ôn thì phải nói nhớ rất là dai. Nhớ coi như là khắc sâu luôn á.
Thì thưa bác Bát Tha, bác Quát Tha Ná với các vị mà chúng ta lớn tuổi ở trong diễn đàn đó, ngay cả người trẻ tuổi học kinh đó, nó không có khó, nhưng mà để nhớ kinh đó, để nhớ lâu đó, thì phải nói là cần phải có cái sự nỗ lực công phu. Thì cái lớp cái lớp mà ôn tập cuối tuần của chúng ta cũng không có ngoài mục đích đó, tức là chúng ta nghe pháp, chúng ta nghe từ mà ôn lại để mà nhớ, thì phải nói là cần phải có một cái này chúng ta ôn để chúng ta gợi nhớ lại. Không có cách nào mà chúng ta học một lần hai lần mà chúng ta nhớ được hết. Đó là một cái điều mà Thịnh Đạt muốn chia sẻ thêm. Với lại đó, có một cái lưu ý nữa khi mà chúng ta học kinh đó, quý vị nào từng là những vị xuất gia hay là từng ở chùa, chúng ta sẽ có một cái kinh nghiệm như thế này. Ngồi ở phòng học không có thuộc, ngồi gốc cây học cũng không thuộc, nhưng mà đáp y hoặc là lên chính điện, ngồi trên chính điện nghiêm trang học rất là mau thuộc. Nó có vấn đề như thế này. Khi mà mình học, nhất là học kinh á, mà mình có cái niềm tin và mình đặt cái sự trân trọng những cái lời kinh đó mình học á, thì phải nói là rất là mau thuộc và rất là nhớ lâu, bởi vì mình học bằng cả một tấm lòng. Chứ cho nó không phải là học toán lý quá, văn sử địa của cái xã hội, mà mình học bằng cả một cái sự là tín ngưỡng, bằng cái cảm nhận. Quý vị nào mà có cái thực hành thiền, có nhiều cái kinh nghiệm cuộc sống, cuộc đời mà chúng ta học pháp cú, nó càng mau thuộc nữa, tại vì chúng ta từng trải. Những câu pháp cú này là những câu mà giống như là thấm đậm những cái kinh nghiệm mà mình trải qua, thì nó càng thấm càng dễ thuộc nữa. Thì đó là một cái lưu ý thêm khi mà chúng ta học kinh. Càng trang trọng, càng nghiêm trang thì càng mau thuộc, càng dễ thuộc. Thì hôm nay thì chúng ta chỉ ôn tập tới đây thôi. Xin nhắc lại thì một ngày, hai ngày nữa thì Định Đạt sẽ hỏi thăm ý kiến của các vị giảng sư, sẽ thông báo với các vị sớm về cái lịch trình trong cái tháng dân y sắp tới, có tiếp tục sinh hoạt diễn đàn hay là nghỉ. Giống như là mỗi khi thì Thịnh Đạt sẽ thông báo cho quý vị sau. Thì bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng và chúng ta nghỉ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn ạ. Dạ, sa thú. Chúng con kính tri ân Đại Đức Thịnh Đạt đã hướng dẫn chúng con ôn tập cuối tuần. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Dạ, alo, Cẩm Vân nói, Xích Rằng Đông có nghe không Xích? Dạ, cảm ơn Đại Đức. Dạ, dạ, chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Avato sappa mangalam rakkhanto sappa devata sappa buddhana bhavana sadana satite Bhagavato sabba mangalam rakkhanto sabbe devata sabba dhammana bhavana sada sati bhavantu te Bhagavato sabba mangalam rakkhanto sabbe devata sabba sanghana bhavana sada sati bhavantu te. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo pháp, do nhờ quả đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người, cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn,
cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã vào room chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và ôn tập cuối tuần. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đề quá ta san ti quy ha ra qua si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma ta đề quá an tu sot thin ca ron te tha quy ha ra măng đa